Hi, welcome back to my channel. Start skill go. Sẽ phải tiêu hết sức hết không đi. Và đây là một boss. Ok. Let's go. So what again to show? How of slander you?
Let's go. Let's go, 뜯어봐. Thank you.
và chỉ còn một tờ giấy thôi là các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Các bạn sẽ đi để tìm kiếm mất tờ giấy còn lại nhé. Khi đủ tất cả 6 tờ giấy thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Let's go. Thì chỉ còn một cánh cửa nữa, đó chính là cánh cửa giữa. Ok, mình sẽ đi cánh cửa giữa này. Còn với cánh cửa giữa này thì có chia gì nữa không? Hay là đến đích luôn. Đến đích luôn. Ok. Ok, vào tới game tiếp theo, Labyrinth, Pulong 2, let's go! Thank you.
Phần 2 này thì cách chơi nó sẽ dễ hơn, bởi vì khi các bạn nhìn từ xa là có rồi thì các bạn có thể tránh được. Còn nếu phần 1 các bạn nhìn từ xa, đôi khi các bạn sẽ hy sinh luôn. Đấy, các bạn có thể tránh được nhau. Và đây có hai con đường thì các bạn có thể chọn một trong hai. Mình sẽ chọn con đường này đi. Nếu con đường này mà bạn có thì mình sẽ đi con đường kia. Mình nghi con đường này có. Rất nghi luôn. Xong rồi từ con đường này. Oh my gosh, hy sinh rồi. Wow. Thế thì bây giờ mình sẽ chọn một con đường khác, chứ không đi con đường này nữa. Chọn con đường này đi. Một con đường đi ngược. Oh my gosh, con đường ngược lại hy sinh. Biết con đường có thể đi được rồi. Đầu tiên mình sẽ đi đường này, sau đó thì mình sẽ quay bên tay phải. Ok. Ở đây thì biết đi đường nào. Có thể con đường này là con đường chuẩn. Chuẩn luôn. Và tất cả tiếp theo SCB. Chạy được, nói thật. Mình sẽ thử tiêu diệt một cái này xem. Đây rồi.